Xin chào tất cả các bạn, mình là Linh. Mình là sinh viên khóa 1 năm 2 Top Lucky của Đại học EDX. Hôm nay mình làm video này thì để giới thiệu cho các bạn về cách lập Facebook và cách tương tác Facebook trên trong Facebook Live của phần trong phần mềm giả lập, đó là LD Player. Ngoài LD Player thì các bạn có thể sử dụng các cái cách khác để nuôi Facebook như là Swap này, hoặc là Kajuke này, Chrome này, hoặc là vân vân. Thì hôm nay mình làm video này thì mình sẽ thực hiện các việc đó trên phần mềm giả lập LD Player. Chúng ta mở phần mềm LD Player ra và trước đây thì chúng ta cần vào phải đổi cái đổi điện thoại, thì chúng ta vào phần ba dấu gạch này thì là phần menu, chúng ta vào phần settings và chúng ta vào model để đổi cái email này và đổi cái điện thoại đi. Bởi vì đây là một phần mềm giả lập điện thoại nên sẽ có rất là nhiều loại điện thoại cho các bạn chọn, thì các bạn có thể chọn một trong các loại điện thoại này và chúng ta lưu lại. Và để có được nhiều Facebook like thế này, và mỗi một Facebook like thì nó là một một nick Facebook, thì chúng ta vào phần multiple space bởi vì cái LD player LD này nó của mình nó rất là chậm, nó hay bị đơ ấy. Nên nếu các bạn mà cũng bị đơ như mình thì các bạn có thể sử dụng cái cách khác, đó là swap hoặc là dùng Chrome chẳng hạn. Thì và sau khi phần vào chúng ta vào phần multiple space thì chúng ta có thể thấy cái Facebook Live này, và chúng ta clone nó ra và chúng ta có thể clone ra nhiều Facebook Live khác nhau để chứa được nhiều, để chúng ta có thể nuôi được nhiều Facebook. Và sau khi clone thì chúng ta install, tức là cài đặt cái à chúng ta phải đặt tên cho cái Facebook Live này, cho nhấn OK. Facebook Live này nó đang creating. Và chúng ta cài đặt nó, install, cài đặt để cho nó chạy và nó có thể, và sau khi app đã install thì chúng ta chưa cần mở vội, chúng ta chỉ cần nhấn từ done, và sau khi mở ra màn hình chính thì chúng ta mới nhấn vào để đăng nhập Facebook hoặc là tạo Facebook mới. Và để tạo được một Facebook mới thì
Chúng ta cũng làm như cách bình thường đó, sử dụng email hoặc là số điện thoại. Và để nếu mà bạn nuôi Facebook thì chúng ta thường thường chúng ta sẽ sử dụng email giả hoặc là số điện thoại giả. Thì trước hết thì chúng ta nên đăng nhập một nick Facebook còn sống vào để Facebook có thể biết được rằng chúng ta đăng nhập một nick Facebook còn sống vào để chúng ta nhập cái Facebook đó là chúng ta sẽ khó bị check boy ấy. Và mình sẽ vào hướng dẫn các bạn, chúng ta cứ vào từng Facebook một và tương tác để tăng cái tính chân thật của cái nick Facebook này. Trước hết thì chúng ta có thể vào cái phần nick chính của chúng ta, cái nick hiện nay của chúng ta. Và chúng ta có thể chỉnh sửa tiểu sử của mình hoặc là thêm quê quán hoặc là tình trạng mối quan hệ hoặc trường học chẳng hạn. Mình sẽ thêm một trường học, đó chính là trường trung học đi. Có thể lấy chọn một trường học và bạn nên chỉnh sửa cái ngày bắt đầu này bởi vì để cho nó chính xác và chúng ta lưu lại. Chúng ta có thể chia sẻ cái tiểu sử này lên lên bảng tin. Chúng ta có thể đổi ảnh đại diện hoặc là ảnh bìa chẳng hạn. Thì hiện tại thì chúng ta có thể tải ảnh lên, và để tải ảnh lên thì chúng ta cần phải cho những bức ảnh vào cái những bức ảnh vào phần mềm này và chọn một bức ảnh bất kỳ, sau đó cập nhật. Ảnh đại diện này của mình đã được xử lý nha. Và chúng ta vào bảng tin và story tương tác với các bài viết khác như like bài viết của người ta này, hoặc là chúng ta thêm bạn bè chẳng hạn, thêm bất kỳ một bạn bè nào. Chúng ta có thể yêu thích cái trang hoặc là thích một cái fanpage nào đó. Hoặc là bình luận vào một bài viết. Để chúng ta có thể tăng được sự tương tác đó.
Và mình sẽ đến, và tương tự các cái Facebook khác thì mình sẽ vào Facebook thứ hai của mình, đó là Facebook thứ 20 này. Cũng các cũng có thể vào cái trang cá nhân của mình để chỉnh sửa các cái nội chi tiết các về bản thân mình, chỉnh sửa về thành phố tỉnh của mình đang sinh sống hoặc là nơi làm việc của mình. Và vào tương tác với các bài viết khác ở trên Facebook Live hoặc là vào Watch để xem một cái video nào đó, like bài viết của họ và hoặc là theo dõi một trang hoặc một fanpage nào đó. Tiếp theo là mình sang Facebook thứ tiếp theo là Facebook thứ 19 nha, là Facebook số 3. Facebook này nó của mình có 5 thông báo thì bạn có thể vào đọc thông báo hoặc là cũng vào chỉnh sửa các cái thông tin về bản thân mình, tương tác với các bạn bè trên Facebook của chúng ta. Like bài viết của họ hoặc là cũng như các cái video trước thì chúng ta có thể follow hoặc là bình luận cái bài viết đó. Tiếp theo là đến Facebook tiếp theo của mình thì mình đang chờ nó load. Thì sau khi bạn bạn lập được một Facebook thì các bạn có thể cũng vào lại vào cái đặt tiếp để đổi email của nó, đổi điện thoại để và đổi và đặc biệt là đổi cái bật tắt 3G, và 3G này thì chúng ta nên dùng Decom, không nên dùng wifi bởi vì dùng wifi nó dễ bị checkpoint ấy. Và video này thì mình sẽ tương tác khoảng tầm 10 nick Facebook cho các bạn. Chúng ta có thể vào bất kỳ một cái video thông báo nào trong cái thông báo của chúng ta và tương tác lại với cái video của họ. Hoặc là tham gia vào một group nào đó. Mình sẽ tham gia vào trả lời câu hỏi của họ. Like page của họ. Like bài viết của họ. Hoặc là khi các bạn thấy một bài viết nào đó nó phản cảm hoặc là có nội dung nhạy cảm thì chúng ta có thể vào phần 3 chấm ở trong cái 3 chấm trong cái viết đó. Chúng ta
hỗ trợ hoặc báo cáo viết này hoặc là không muốn xin bài viết này. Facebook Live số 14 của mình. Và mình, và nếu các bạn muốn biết được Facebook nào của mình có sống và Facebook nào đã chết thì chúng ta có thể vào trong web trungbeo.com và đăng nhập vào phần thư miễn phí để vào checklist account và nhập từng UID của từng Facebook đó. Và để dễ nhớ thì chúng ta có thể lưu UID hoặc là password Facebook, password email vào trong một file Excel. Và để mình đỡ phải nhớ nhiều ấy. Và password cái và đăng và nhập cái UID vào cái phần checklist account để kiểm tra xem Facebook nào còn sống và Facebook nào đã chết nha. Trên đây là bài viết của mình, trên đây là video của mình về phần tương tác các nick Facebook. Còn gì thiếu sót và sai sót thì mong các bạn và thầy cô sửa đổi giúp mình. Mình xin chân thành cảm ơn.